Sáng ngày 31 tháng 7, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông tin Học Sinh Việt tổ chức hội thảo với chủ đề Giải pháp phòng chống tấn công mạng. Đến dự có ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cùng các đồng chí là lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang và Tây Ninh. Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ thông tin không những đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà còn được coi là công cụ quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước. Thế nhưng thời gian gần đây, các vụ tấn công mạng vào hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu đang ngày càng gia tăng, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến công tác quốc phòng an ninh của cả nước. Vì thế, hội thảo giải pháp phòng chống tấn công mạng diễn ra nhằm giới thiệu về một số lỗ hổng mạng, những giải pháp bảo mật và khắc phục về những lỗ hổng trong an ninh mạng, bảo vệ web, chiến lược an ninh kết nối. Hội thảo cũng là dịp để những người làm công tác công nghệ thông tin, an ninh mạng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm ra những giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Qua đó tránh tình trạng những thế lực thù địch lợi dụng làm ảnh hưởng đến an ninh thông tin của nước ta nói chung và các tỉnh thành phía Nam nói riêng. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lâm Văn Mẫn cho biết, hiện cơ sở hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin ở tỉnh Sóc Trăng chưa đáp ứng được nhu cầu bảo mật thiết yếu, hệ thống mạng thông tin còn nhiều lỗ hổng về bảo mật, vì vậy dễ bị các thế lực thù địch phản động và tội phạm lợi dụng công nghệ cao để tấn công phá hoại, gây mất an toàn an ninh thông tin của địa phương. Ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, không chỉ riêng tỉnh Sóc Trăng mà cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu bảo mật còn diễn ra ở rất nhiều địa phương khác trong cả nước. Do vậy, trong thời gian tới, Bộ sẽ triển khai nhiều chương trình dự án, đề án, bổ nhiệm thêm cán bộ chuyên trách, đảm bảo nhiệm vụ an toàn an ninh mạng. Hy vọng rằng các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Thông tin và Truyền thông, các hiệp hội, các doanh nghiệp an toàn thông tin để có những giải pháp hợp lý trong công tác phòng chống tấn công mạng.